Đôi điều cảm nhận về bài viết Người mang chèo đến xứ Dừa Xanh, tác giả Vũ Huy Chương, giọng đọc nghệ sĩ Mạnh Hùng, biên tập video ông già nhà quê Trịnh Ngọc Dung. Tôi gặp và quen Đức Ngô thật tình cờ trong một lần lướt trên Facebook, như những sự tình cờ với những bạn thơ mà tôi từng giao lưu kết bạn. Với Đức Ngô có khác chăng? Ở em, ngoài những bài thơ dạt dào cảm xúc, sâu lắng, nghĩa tình, là những làn điệu chèo mượt mà, đầm thắm mà người con gái đất Bắc đã mang cả chiếu chèo đến với xứ Dừa Xanh. Là một người không am hiểu sâu về chèo, nhưng với sự tình cờ, từ khi bắt gặp và được nghe những làn điệu chèo ở em, tôi đã cảm nhận và hình dung được ở em luôn có một tình yêu say đắm, khát khao đến cháy bỏng với một bộ môn nghệ thuật đã trường tồn trong lòng dân tộc như một người bạn tri kỷ hồng nhan. Tôi thực sự muốn viết thật nhiều về em, bởi sự ngưỡng mộ về một người phụ nữ luôn nặng lòng với những làn điệu chèo ấm áp, nghĩa tình mà em mang theo từ đất Bắc đến với miền Trung nắng gió xa xôi. Song với khả năng hiểu biết và tinh lực còn hạn chế, đôi khi tôi sợ rằng với những góc nhìn còn non nớt, ấu trĩ, biết đâu vô tình làm tổn thương đến những làn điệu, những câu vần mà em chắt lọc từ những rung động của con tim đang rộn ràng với những nhịp đập yêu thương. Phải chăng với tôi, Đức Ngô chưa hẳn là một biểu tượng, mà đơn giản tôi viết về em với một tấm lòng. Bởi với em, khi những làn điệu chèo được cất lên ngọt ngào, da diết, làm thổn thức bao tâm hồn xao xuyến, thì đó là cảm xúc sâu đậm, khắc sâu trong con tim, không xóa được. Không chỉ vậy, mỗi khi tiếng chèo cất lên từ những bài chèo mà em sáng tác, người nghe cảm nhận được sự gần gũi, thân quen, thanh tao, đầm thắm, vừa như gợi mở để trong mỗi tâm hồn như tĩnh lại, gột rửa những rêu phong, dâu bể trong cuộc sống thường ngày. Tôi đã đến với nhóm Cho Đời Thêm Vui để tìm hiểu thêm về em, và thật sự bất ngờ. Không phải là một soạn giả chuyên nghiệp, nhưng Đức Ngô đã mang đến một khối lượng lớn những tác phẩm chèo thực sự đi vào lòng người, được độc giả trên Facebook đón nhận. Đó là một minh chứng mà khán giả dành cho Đức Ngô, người phụ nữ đã gắn bó và làm nên một thương hiệu, một chiếu chèo ngay giữa quê hương của những câu bài tròi trên mảnh đất Quy Nhơn, Bình Định. Với mỗi người chúng ta, đến với khu năm rằng rặc, khúc ruột miền Trung là đến với bài hát tuồng, những câu hát bội, và bài tròi là tất cả những gì mà người dân nơi đây xem như một nét văn hóa không thể thiếu được trong đời sống tinh thần. Thế nhưng, giữa thủ phủ của miền Trung yêu dấu, điệu chèo bay bổng cất lên như một làn gió, xua tan cái nắng như đổ lửa nơi đây, và có một câu lạc bộ Phong Lan đã làm nên điều kỳ diệu ấy, khẳng định một sức sống mới của một bộ môn nghệ thuật từ vùng châu thổ sông Hồng đến với những nền văn hóa mới nhiều bản sắc riêng biệt của xứ sở Champa. Có lẽ với những người yêu chèo đều thẩm thấu được một ý tưởng mang đậm nét nhân văn của nền dân ca phía Bắc, lấp lánh những màu sắc, những khát khao cháy bỏng, tô điểm cho những cảm xúc dâng trào luôn ấp ủ mà đã từ lâu Đức Ngô hằng mong ước. Với tôi, như đã nói ở trên, dẫu không am hiểu nhiều về chèo, nhưng qua những gì mắt thấy tai nghe, thực sự như có thêm làn gió mát khai mở,
để tìm hiểu thêm và yêu mến Trèo hơn. Để rồi trong tận đáy lòng của những câu chữ cứ vụt ra, vừa như chia sẻ, vừa như cảm nhận về những công việc mà Đức Ngô và câu lạc bộ Phong Lan, nhóm Cho Đời Thêm Vui, đang cần mẫn dâng hiến cho đời. Tất cả như đang tấu lên những làn điệu ngập tràn yêu thương rạng ngời của cuộc sống mến yêu. Chắc hẳn giờ này biển Quy Nhơn vẫn dạt dào sóng vỗ, hãy để cho những làn gió mát cùng những áng mây trắng bồng bềnh bay cao, bay xa trên bầu trời xanh ngắt nơi xứ Dừa bát ngát, và tô điểm để cuộc sống càng thêm ý nghĩa, cho đời thêm vui với những làn điệu Trèo mượt mà ấm áp, là cầu nối xuyên suốt giữa những tâm hồn để khẳng định rằng không có con đường nào đẹp và thánh thiện hơn khi ta luôn trân trọng giữ gìn những giá trị tinh hoa mang bản sắc tuyệt vời của dân tộc. Chúc Đức Ngô cùng câu lạc bộ Phong Lan và nhóm Cho Đời Thêm Vui hạnh phúc và thành công. Tiếp nối chương trình, mời các bạn nghe bài hát Trèo Đào Liễu, điệu Trèo Dậy Sóng, thơ Cỏ May Phùng Trăng Nhung, chuyển thể Trèo nghệ sĩ Mạnh Hùng, trình bày nghệ sĩ Mai Ngân. Nhiệt huyết